Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Ở đây thì mình đang có Oppo Reno 10X và Oppo Reno. Với chiếc Reno phiên bản thông thường thì hôm trước mình đã có video trên tay chia sẻ nhanh đến các bạn rồi, nên là hôm nay thì mình sẽ không cần phải nhắc lại cái chiếc máy này nữa, mà các bạn có thể xem lại video đó ở ngay bên trên đây. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm với chiếc Oppo Reno 10X để xem rằng là với phân khúc giá cao hơn thì chiếc máy này nó sẽ mang lại cho bạn những cái trải nghiệm như thế nào và nó có hơn gì chiếc Oppo Reno này hay không nhá. Đầu tiên về ngoại hình đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là mặt lưng của Oppo Reno 10X và Oppo Reno nó cũng gần như là hao giống nhau, thiết kế giống nhau. Chỉ có hai điểm đấy là cái chiếc Oppo Reno 10X này nó sẽ lớn hơn một chút so với cái chiếc Oppo Reno phiên bản thông thường, và cũng như chúng ta sẽ có thêm một camera tele độ phân giải là 13 megapixel khẩu độ f/3.0 ở đây. Ngoài ra nữa thì phần cứng về camera, hai cái camera chính của chiếc máy Oppo Reno 10X nó cũng sẽ thay đổi một chút. Đấy là camera chính 48 megapixel khẩu độ f/1.7 và chúng ta có camera phụ là camera ultra wide độ phân giải 8 megapixel. Thay vì là chúng ta sẽ chỉ có một camera chính 48 megapixel và một camera đo độ sâu chụp ảnh 5 megapixel trên chiếc Oppo Reno này mà thôi. Như vậy là với chiếc Oppo Reno 10X thì không những các bạn sẽ có thêm một cái camera zoom tele mà các bạn sẽ có thêm một camera để chụp hình góc rộng. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều tùy chọn hơn để cho các bạn có thể thoải mái sáng tạo hơn trong những bức ảnh mà các bạn sẽ chụp hình trong thời gian sắp tới. Thêm một cái đấy là với mặt lưng lớn hơn thì các bạn cũng sẽ có khả năng cầm nắm nó vừa tay hơn với những bạn nào mà tay lớn, còn với những bạn nào tay nhỏ thì tất nhiên sẽ hơi bị với. Như mình hiện tại thì mình cũng đang sử dụng một chiếc Oppo Reno thì mình đang phải dùng chung một cái ốp bởi vì tay mình khá là lớn, nên là khi mà cầm và không ốp thì nó sẽ hơi bị hụt tay một chút. Quay ra với phần mặt trước đi, thì cái chiếc máy Oppo Reno 10X nó cũng sẽ phải có một cái màn hình lớn hơn thì kích thước tổng thể của nó mới có thể lớn hơn cái chiếc Oppo Reno phiên bản thông thường này được. Cụ thể thì chúng ta sẽ có kích thước màn hình là 6,6 inch, độ phân giải là Full HD cộng tấm nền hay là tất cả những trải nghiệm khác trên màn hình đều là như vậy. Chủ yếu là cái kích thước của nó đã lớn hơn để mang lại cho bạn một không gian hiển thị lớn hơn. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có một quả pin lớn hơn chiếc Oppo Reno 10X này, đó là 4.065 mAh thay vì là 3.765 mAh trên chiếc Oppo Reno phiên bản thông thường. Như vậy thì các bạn không những có màn hình lớn hơn, trải nghiệm tốt hơn, và các bạn sẽ có một quả pin với dung lượng và thời gian sẽ sử dụng là lâu hơn. Một điểm nữa mà có lẽ các bạn quan tâm đấy là trên chiếc Oppo Reno 10X này thì nó sẽ có cấu hình như thế nào. Thì tất nhiên với một chiếc máy ở phân khúc cao hơn, chúng ta cũng sẽ có một cấu hình tốt hơn rất nhiều luôn. Đấy là con chip Snapdragon 855 8GB và chúng ta có 256GB nhớ trong. Tính tới thời điểm hiện tại thì ở thị trường Việt Nam của chúng ta rất hiếm chiếc máy được sử dụng những con chip đến từ nhà Qualcomm Snapdragon ở phân khúc cao cấp như thế này, đó là 855. Ví dụ như Samsung thì sẽ chuyển sang sử dụng những con chip Exynos cây nhà lá vườn, Huawei thì có chip Kirin, Apple thì sử dụng Apple A tất nhiên rồi. Còn hiện tại thì mới sẽ chỉ có những cái thương hiệu đến từ kiểu Xiaomi hay là Oppo mang lại cho các bạn những con chip Snapdragon 855 trên những sản phẩm flagship mà thôi. Thế nên đây sẽ là một trong những sản phẩm hiếm hoi mà đáng để cho bạn quan tâm có chip Snapdragon 855. Với chiếc Oppo Reno 10X này thì tất nhiên nó cũng sẽ đang được chạy trên phiên bản Android 9 mới nhất cùng với giao diện ColorOS 6.0. Chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng kiểu là hỗ trợ thuận tiện, tắt đi thanh điều hướng để mang lại cho bạn những cái thao tác vô thông minh, hay là ngoài ra thì giao diện của nó cũng mới hoàn toàn rồi, nên là các bạn cũng sẽ không có gì phải đắn đo trên chiếc máy này. Và đến với một trải nghiệm mà có lẽ các bạn đang quan tâm ở đây, đấy là về camera của nó. Thì tất nhiên với một chiếc máy có nhiều camera hơn thì cái phần mềm camera của nó cũng sẽ được thay đổi. Ví dụ như khi ở đây chúng ta sẽ có thêm một số tùy chọn zoom 2x, zoom 6x và zoom 10x. Thì đây chính là cái điểm mạnh của chiếc Oppo Reno zoom 10x và nó tạo ra sự khác biệt với cái chiếc Oppo Reno phiên bản thông thường. Mình sẽ test một tí đi. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái camera lên trên đây. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như ở cái camera đây là ultra wide này, thì mình sẽ mở ra camera thông thường thì nó sẽ là ở một cái góc tiêu chuẩn nhất để cho các bạn có thể chụp ảnh. Và khi mà mình mở lên zoom 2x, zoom 6x và zoom 10x thì các bạn sẽ thấy rằng đó, mặt của người đối diện sẽ rất là rõ trong máy của chúng ta. Và khi mình chụp lại một tấm ảnh thôi thì các bạn có thể thấy rằng là mặc dù trong điều kiện thiếu sáng cũng như là cái khẩu độ của cam sẽ chỉ có là f/3.0, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh mang lại thì cũng khá là ổn. Và mình tin rằng khi các bạn chụp hình trong điều kiện đầy đủ sáng thì các bạn sẽ có những bức ảnh với chất lượng nó còn tốt hơn như thế. Và trên đấy là video mình trên tay chia sẻ đến các bạn về chiếc Oppo Reno phiên bản zoom quang 10x, khi mà so sánh với phiên bản Reno thông thường thì nó sẽ như thế nào, và các bạn thấy sao về chiếc máy này, và cũng như là mức giá của nó thì mình đang để ở ngay bên trên màn hình đây. Giới thiệu Oppo Reno phiên bản 10x có giá bán lẻ chính thức là 20.990.000 đồng. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.